Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ thứ 13 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ bắt đầu năm học mới 2023-2024. Ngành giáo dục và đào tạo cũng như các địa phương trong toàn tỉnh cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng cho năm học mới. Vậy đến thời điểm này, công tác chuẩn bị được triển khai thực hiện như thế nào? Trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang sẽ cùng trao đổi xoay quanh những vấn đề trên với chủ đề Kiên Giang chuẩn bị chu đáo các điều kiện cho năm học mới 2023-2024. Xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn có mặt tại trường quay ngày hôm nay, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, ông Quỳnh Văn Quá. Vâng, trước hết thì xin cảm ơn ông Quỳnh Văn Quá, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã tham gia chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ này. Vâng, thưa ông, chỉ còn hơn một tuần nữa là chúng ta sẽ bắt đầu năm học mới, năm học 2023-2024. Như vậy thì xin ông cho biết là thực trạng trường lớp trên địa bàn tỉnh hiện nay có những thuận lợi và khó khăn gì ạ? Kính thưa quý khán giả, trong những cái năm qua, có thể nói là cái mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chúng ta hiện nay có thể là cơ bản đáp ứng được cái yêu cầu dạy và học, nhất là đối với thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Những trường đạt chuẩn quốc gia, những trường trọng điểm chất lượng cao thì hàng năm có tăng lên. Có thể nói là bộ mặt trường lớp của tỉnh Kiên Giang là khá khang trang và sạch đẹp. Tuy nhiên thì có những cái khó khăn nhất định, đó là do cái yêu cầu của phát triển giáo dục và đào tạo thì nó rất là lớn. Trong khi đó cái nguồn lực đầu tư của địa phương thì có hạn. Cho nên cái việc mà đầu tư phát triển hệ thống trường lớp mặt nào đó cũng chưa đáp ứng cái yêu cầu. Một việc nữa là do cái địa bàn của tỉnh Kiên Giang của chúng ta rộng, nhiều cái địa hình, cho nên là cái hệ thống trường lớp cũng còn là manh mún. Đồng thời với cái điều kiện tự nhiên của Kiên Giang, cho nên là cơ sở vật chất là chống xuống cấp, và cái kinh phí để duy tu, bảo quản nó cũng có hạn, cho nên chúng ta cũng còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 thì chúng ta cũng còn thiếu phòng học để đáp ứng học 2 buổi một ngày và thiếu cái phòng học bộ môn. Để khắc phục cái tình trạng đó và để chuẩn bị cho cái năm học tới đối với cái mạng lưới trường lớp thì chúng tôi cũng tiếp tục là phối hợp với địa phương để tham mưu thực hiện tiếp tục cái quy hoạch mạng lưới trường lớp. Đồng thời thì sẽ là đầu tư thêm, thì cụ thể trong cái năm học, chuẩn bị năm học này thì chúng ta đã đầu tư là 833 cái phòng học mới, rồi cũng sửa chữa gần 900 phòng, rồi đồng thời là bổ sung thêm các cái trang thiết bị trên cái cơ sở đó, thì có thể nói đến giờ phút này có thể nói là cái hệ thống trường lớp cũng cơ bản đáp ứng cho cái năm học mới 2023-2024. Thưa ông, bên cạnh mà chúng ta chuẩn bị về cái cơ sở vật chất để phục vụ cho năm học mới, như vậy thì đối với công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trước thềm năm học thì được ngành giáo dục thực hiện như thế nào thời gian qua? Thưa chị, cái việc mà chuẩn bị cái cơ sở vật chất thì song song với chúng tôi chuẩn bị cái đội ngũ cán bộ, quản lý và giáo viên. Đây là cái việc làm thường xuyên hàng năm. Chúng tôi đã tiến hành cái việc mà bồi dưỡng giáo viên theo cái định kỳ giai đoạn 2021-2025 nhằm để là nâng cao cái trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng, đào tạo để đáp ứng cái yêu cầu của cái luật giáo dục năm 2019. Đồng thời, quan trọng nữa là chúng tôi tổ chức tập huấn bồi dưỡng để dạy cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tập huấn bồi dưỡng giảng dạy theo cái mô hình dạy học tiên tiến STEM. Tổ chức dạy và học trải nghiệm ngoài giờ lên lớp các cái chủ đề
trong cái năm học đối với những cái bộ môn xã hội cũng như là bộ môn tự nhiên. Cơ bản đến bây giờ chúng tôi đã hoàn thành xong cái việc tập huấn, quan trọng nhất là tập huấn để thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Dân thưa ông Quỳnh Nhân Quá, ở Kiên Giang thì đối với những năm học trước thì chúng ta thường có cái tình trạng là thừa và thiếu giáo viên ở một số địa phương trong tỉnh. Như vậy thì đối với năm học này thì cái tình trạng thừa thiếu giáo viên có hay không? Và nếu như có thì ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang sẽ có những cái biện pháp gì để khắc phục ạ? Thưa chị, thưa quý khán giả, tình trạng thừa thiếu giáo viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã diễn ra trong nhiều năm qua. Và năm nay thì chúng ta cũng không tránh khỏi tình trạng đó. Thì toàn ngành hiện tại cũng thiếu hơn 1.000 giáo viên. Thì để khắc phục cái tình trạng này thì chúng tôi cũng có rất là nhiều cái biện pháp. Cái thứ nhất là tham mưu với Ủy ban Nhân tỉnh thực hiện cái việc mà khắc phục tình trạng là thừa thiếu giáo viên. Đồng thời là phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tổ chức đào tạo cũng như là đào tạo lại để bố trí sắp xếp giáo viên đúng cái chức năng, đúng cái yêu cầu nhiệm vụ để đáp ứng cái dạy và học. Đồng thời cũng là chỉ đạo các cái trường phân công sắp xếp giáo viên làm sao cho đúng cái chuyên môn nghiệp vụ hợp lý để tránh cái tình trạng mà nó vên giữa các cái khối cũng như là giữa các cái bộ môn. Đồng thời cũng tiến hành là đào tạo và đào tạo lại để là khắc phục cái tình trạng là thừa và thiếu ở những cái bộ môn còn thiếu. Chúng tôi cũng phối hợp với Ủy ban Nhân huyện, thành phố là tiến hành là thi tuyển viên chức ở những cái huyện, thành phố còn cái biên chế để đáp ứng cái tình trạng thiếu. Đồng thời đó thì đối với những cái bộ môn còn thiếu thì chúng ta thiếu nhiều á ở cái bộ môn là tin học, nhạc, họa, rồi nghệ thuật ở cái tiểu học cũng như trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thì bằng cái sự chủ động, nhà trường cũng tiến hành là hợp đồng đối với những cái giáo viên này hoặc là tăng tiết đối với những giáo viên dạy cái bộ môn này để là đáp ứng cái yêu cầu giảng dạy trong nhà trường. Thưa ông, vào năm học mới thì các bậc phụ huynh học sinh thì cũng rất là chuẩn bị cho con em của mình nhiều thứ, đặc biệt là quan tâm đến vấn đề là sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Như vậy thì đối với vấn đề này thì ngành giáo dục có kế hoạch chuẩn bị như thế nào để đảm bảo về giá cũng như là nguồn hàng cung cấp cho năm học mới này ạ? Thưa chị, trước tiên thì chúng tôi là cũng hết sức là chia sẻ với phụ huynh. Trong cái việc đầu năm chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều để cho con em của chúng ta bước vào cái năm học mới. Thì năm nay về cái thứ nhất đối với lại cái sách giáo khoa thì đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thì chúng tôi đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh ban hành cái danh mục sách giáo khoa của các cái cấp học ở các cái môn học, dứt khoát không để cái tình trạng mà thiếu sách giáo khoa trong cái năm học. Nghĩa là những năm qua chúng ta làm rất là tốt cái điều này. Cho nên có thể nói là về cái sách giáo khoa thì các nhà xuất bản đã sẵn sàng. Còn đối với là các cái trang thiết bị thì chúng tôi cũng tham mưu để mua sắm cái trang thiết bị, các cái lớp mới trang bị cho các cái nhà trường. Đồng thời đối với các em học sinh thì có thể nói là những cái thiết bị học tập thì nó hết sức là đơn giản. Thì có thể nói là khi vào năm học thì giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ phối hợp với phụ huynh học sinh để hướng dẫn là mua sắm những cái trang thiết bị nào cần thiết cho các con. Và có thể nói cái việc mà cung ứng sách giáo khoa cũng như là trang thiết bị thì đến giờ này thì có thể nói là đã sẵn sàng. Thưa ông, đối với mục tiêu của năm học 2023-2024 thì ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang sẽ có những cái nhiệm vụ và giải pháp gì để mà chúng ta thực hiện đạt mục tiêu trong năm học mới này ạ? Thưa chị, thưa quý khán giả,
Đối với ngành giáo dục và đào tạo, chúng tôi có 14 cái chương trình và cái kế hoạch cụ thể. Và đối với năm học này, trên 14 cái chương trình kế hoạch đó, chúng tôi cụ thể hóa thành 9 nhóm cái nhiệm vụ cụ thể. Đó là cái thứ nhất là chúng ta tiếp tục thực hiện cái nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc là đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng cái yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong cái nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục toàn ngành sẽ tổ chức thực hiện sâu rộng cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, rồi triển khai những cái phong trào thi đua mang cái tính đặc trưng của ngành, ví dụ như là toàn ngành giáo dục là thực hiện cái chuyển đổi số, rồi tích hợp với lại cái việc là xây dựng nông thôn mới để nâng cao cái tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, rồi xây dựng trường sạch đẹp. Nhóm nội dung thứ hai là chúng tôi cái việc mà thực hiện tốt cái quy hoạch mạng lưới trường lớp để làm sao cố gắng là huy động tối đa học sinh trong cái độ tuổi đến trường để thực hiện công bằng trong giáo dục, tạo cơ hội cho tất cả các em học sinh đều có cơ hội đến trường, là chúng tôi hết sức là quan tâm thực hiện cái đề án cũng như là cái kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhất là khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên, đồng thời sẽ thực hiện cái việc là nâng cao chất lượng giáo dục bằng rất là nhiều cái biện pháp, trong đó có một số cái biện pháp mang tính mũi nhọn, có nghĩa là đối với những trường chuyên, những trường có cái điều kiện thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc mà nâng cao cái chất lượng học sinh ở các cái kỳ thi quốc gia, kỳ thi quốc tế, kỳ thi khu vực và kỳ thi của tỉnh. Còn đối với những cái trường mà nằm ở cái địa bàn huyện, những cái nơi khó khăn thì ráng cố gắng làm sao đẩy lên cái mặt bằng chất lượng để đáp ứng cái yêu cầu. Cái thứ tư là chúng tôi sẽ tập trung đầu tư cơ sở vật chất, là phải quan tâm việc xây dựng cái trường đạt chuẩn quốc gia. Thứ năm nữa là chúng tôi sẽ quan tâm cái việc mà phổ cập giáo dục. Và trong cái năm học này, chúng tôi sẽ tham mưu Ủy ban dân tỉnh ký ban hành cái đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-4 tuổi, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và sẽ quyết tâm đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo về công nhận tỉnh Kiên Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 trong cái năm học này. Nhân cái thềm năm học mới 2023-2024, thì trước tiên đối với là cán bộ quản lý và giáo viên trong ngành, thì mong quý thầy cô cũng phát huy hết cái tinh thần trách nhiệm để chuẩn bị cho khai giảng năm học cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ năm học mới đạt cái yêu cầu đề ra. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo về điều kiện cơ sở vật chất cũng như là những cái giải pháp rất là cụ thể mà Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã đề ra, thì ngành giáo dục tỉnh Kiên Giang sẽ đạt được mục tiêu của năm học mới, năm học 2023-2024. Do một lần nữa thì xin cảm ơn những chia sẻ của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, ông Quỳnh Văn Quá. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có những ý kiến thắc mắc yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời, có thể gửi câu hỏi về chương trình tại địa chỉ email dânhỏichínhquyềntrảlời@kiên giang.gov.vn hoặc gửi thư trực tiếp về Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tại địa chỉ số 9 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang số 39 đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, quý vị và các bạn còn có thể xem lại chương trình qua trang thông tin tổng hợp của đài tại địa chỉ www.kctv.vn, ứng dụng KCTV trên điện thoại thông minh và trên kênh YouTube Truyền hình Kiên Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái, chào tạm biệt.